Di Đà Phật. Tiếp theo chúng con xin kính chuyển đến câu hỏi của thầy Thích Hạnh Phú, và chúng con kính mời đạo tràng Minh Thành 2 chuẩn bị. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hạnh Phú có câu hỏi, hỏi dùm cho một ban hộ niệm đang có mặt trên Zoom. Nội dung câu hỏi nói về hộ niệm và câu hỏi có hai ý ạ. À. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, đạo tràng con đang sám hối cho người bệnh khi sắp yếu gần như không ăn được, có thở ra đi bất cứ lúc nào. Niệm Phật khi chưa yếu thì rất là tốt, nhưng khi yếu rồi thì lại niệm không được. Vì người bệnh nói rằng là bị bóp cổ hồi không niệm Phật được. Đạo tràng con sám hối ba bài khai thị ơn dạy đại chủ của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Hai ngày thì niệm được, đến ngày thứ ba thì đạo tràng con không sám hối được, không sám hối nữa. Lý do là phải xem Zoom của lão cư sĩ Âm, vì không thể bỏ được, giờ không thể giờ lại ngày hôm sau được, do đó không thể sám hối ba ngày. Nếu như xem Zoom ngày thứ tư á thì phải ngày thứ năm sám hối, xem Zoom ngày thứ sáu thì phải ngày thứ bảy sám hối. Mặc dù còn một ngày sám hối nhưng mà vẫn phải xem Zoom, không thể bỏ được. Vậy là ai cũng mặc dù yếu lâm chung đạo tràng cũng áp dụng nguyên tắc này. Nếu từ trước đến nay cũng như vậy, thì có người bệnh trong thời gian này ra đây mà thường thì không liên tục được, thì làm cho người bệnh không thể nâng được cái tính tâm niệm Phật được. Những quy định đó của đạo tràng, trừ khi có ca lâm chung và nguy kịch thì không xem Zoom. Con muốn hỏi lão cư sĩ Âm là có nên sám hối liên tục 3 ngày hay không, hay là phải xem Zoom rồi ngày hôm sau mới sám hối được ạ? Thời gian đó có một ca yếu, đạo tràng con ngưng xem Zoom, ngưng xem Zoom ngày thứ tư, đến ngày thứ năm sám hối thì người bệnh đó đã ra đi ạ. Nên các thành viên có ý kiến là phải nên sám hối 3 ngày liên tục. Vậy thì xin lão cư cho đạo ban hộ niệm chúng con một lời khuyên. Nội dung ý thứ hai đó là nhà của con, bác con chưa mất thì thỉnh đạo tràng đến để mà hộ niệm, thì đạo tràng nói là bác con bị hôn mê rồi nên không nhận. Trong khi chú vợ của người trưởng tràng chết rồi thì người trưởng tràng nói rằng mời các đồng tu đến tùy hỷ mà niệm Phật, bởi vì cái ca này đã chết rồi, do đó mà ai đến cũng được mà ai không đến cũng được. Vậy con thấy còn phân biệt đối xử rõ ràng quá, nên con muốn thầy Diệu Âm giúp cho đạo tràng chúng con làm việc đúng như lý như pháp, phải có tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi. Con trong đạo tràng, con là thành viên trong đạo tràng mà đạo tràng không nhận thì con phải mời đạo tràng khác, thì con phải niệm cùng niệm Phật cũng với đạo tràng khác ạ. Thấy chỉ biết những bằng chứng nêu ra thầy mà hỏi giùm con nên như thế nào ạ? À? Xin lão cư xem cho ban hộ niệm chúng con hai lời khuyên này ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Sám hối mà chân thành, một ngày có thể giải quyết. Sám hối mà lòng không chân thành, không phải ba ngày liên tục mà giải quyết, một năm sám hối cũng chưa chắc gì xong. Cái điều quan trọng là chư vị có chân thành, có kiệt thành sám hối hay không, tự chư vị giải quyết lấy. Nếu thấy đường Zoom này cản trở thì không nên lên đường Zoom làm chi, ở nhà lo tiếp tục sám hối, hộ niệm xong rồi lên Zoom cũng được. Hoàn toàn không ai bắt chư vị phải lên đường Zoom để bỏ mất chuyện sám hối, và cũng không có một cái lệ nào nói là sám hối liên tục ba lần là đúng quy pháp. Không phải. Điều quan trọng là tinh thần của chư vị. Nếu mà chư vị còn phân biệt như vậy thì dẫu cho chư vị sám hối liên tục một tuần chưa chắc gì đã thành công. Cho nên mong chư vị phải nhớ cho cái chân thành của mình nó nằm ở chỗ nào mới được. Không cần phải bắt buộc phải 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày gì cả. Nếu mà chư vị cứ
nghĩ mãi cái chuyện mà cứ thị phi, hình như giữa ông thấy rằng là trong những câu này hình như bị vướng phải rất nhiều chuyện thị phi mà không hay. Tất cả đều ở tại chỗ này. Nếu mình chấp rằng là phải 3 ngày mới đúng, thì vì cái chấp này mà mình thấy nghĩ một ngày có chuyện trở ngại. Nếu mình không chấp rằng là 3 ngày mà 1 ngày cũng được, 2 ngày cũng được, 4 ngày cũng được, thì 1 ngày cũng có giá trị, 2 ngày cũng có giá trị, 3 ngày cũng có giá trị như thường. Điều quan trọng là người bệnh có chịu sám hối hay không, gia đình có sám hối hay không. Và khi chư vị tham gia sám hối có thực sự là thành tâm sám hối để cầu nguyện cho người bệnh hết hay không, điều này quan trọng lắm nha chư vị. Hộ niệm chắc chắn mỗi ban hộ niệm tùy theo cái hoàn cảnh khách quan của mình mà có những quy luật riêng. Ví dụ như có những ban hộ niệm nói rằng là người chết rồi kêu cũng đi hộ niệm, đó là quy luật của họ. Có những người nói là khi một người chết thì tôi không đi hộ niệm được, cũng là quy luật xứng đáng. Có những người nói là người bệnh phải lo trước, để tôi hôn mê bất tỉnh không thể nào hộ niệm được, điều này cũng là điều mà chư tổ cần nhắc nhở. Nếu chư vị xem qua cuộc tổ đàm hộ niệm chú ý, dù ông nhắc nhở thẳng vào điều này. Đầu tiên nói rằng là hộ niệm là giúp cho người bệnh, hướng dẫn cho người bệnh, khai giải cho người bệnh, để người bệnh thực hiện trọn vẹn tín hạnh nguyện mới được vãng sanh. Nếu để quá trễ, bị mê man bất tỉnh, gần sắp chết rồi kêu ban hộ niệm, thì dẫu cho có hộ niệm cũng không thể thành tựu được. Vì vậy đừng bao giờ để cho đến lúc mê man bất tỉnh, lúc sắp sửa xả bỏ bất tâm mới mời ban hộ niệm. Xin thưa với chư vị, ban hộ niệm không có một cái năng lực nào để chuyển đổi hoàn cảnh, chuyển đổi nghiệp chướng của người bệnh, mà chính người bệnh phải làm được. Như vậy thì trường hợp này có một người hôn mê rồi mà mời ban hộ niệm, ban hộ niệm không nhận, không dám tham gia, đây cũng là điều bình thường. Tại vì năng lực của ban hộ niệm không vượt qua được cái nghiệp lực của người bệnh đâu, mà chính người bệnh phải có cái lòng thành, phải có tin tưởng, phải có cái pháp tu. Tức là người ta tới tay dạy cho mình pháp tu, biết buông xả ra, biết niệm Phật, biết nguyện vãng sanh, thì người bệnh làm được, người bệnh được vãng sanh, người bệnh làm không được chịu thua. Còn trường một đầu nữa là nếu là người mẹ của người hộ niệm thì là thân bằng quyến thuộc của họ, làm sao có thể bỏ được. Mà một người mẹ có một người trưởng ban thì chắc chắn người mẹ này có thể tham gia cộng tu với đại chúng, tức là đã biết qua phương pháp hộ niệm. Trường hợp đã biết qua phương pháp hộ niệm tức là có nhân chúng hộ niệm, có nhân chúng niệm Phật, thì khi bất thình lình mê man có tính, chúng ta cũng phải tận sức để tới hộ niệm. Thay vì có nhân chúng cấy trong tâm thì chúng ta có thể khai thị, ngay cả lúc người ta tắt hơi rồi chúng ta vẫn có thể khai thị và có thể giải quyết được. Tại vì chỉ cần một ý niệm giác ngộ, người ta có thể đứng tâm lại niệm Phật vãng sanh. Còn thí dụ như một người hồi trước giờ chưa biết hộ niệm là gì mà còn cháu đấu tranh, còn chống ban, còn khinh thường nữa, thì lúc đó dẫu cho A-di-đà Phật đứng bên cạnh cũng không thể nào có thể chuyển đổi được cái cảnh giới của một người quyết tâm chống đối, cảnh giới của một người không tin. Cho nên mong chư vị tất cả đều phải có cái duyên với nhau mới niệm Phật được nhé. Mong chư vị chú ý chỗ này, thì tùy theo chư vị thấy rằng là ban hộ niệm này làm đúng hay sai, tự mình phán đoán ra để mà giải quyết vậy nhé. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão